các quyền lợi của Visa E2 mở rộng con đường đến Mỹ cho nhà đầu tư. Sở hữu Visa E2 Mỹ với thời hạn 5 năm, không giới hạn số lần gia hạn và có thể nộp đơn xin định cư theo Visa EB5 hoặc Visa EB1C. Miễn học phí cho trẻ em đến lớp 12 và hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới cho cả gia đình. Được miễn thuế khi sinh sống tại Mỹ dưới 120 ngày. Không yêu cầu trình độ học vấn, không yêu cầu bằng cấp tiếng Anh. Liên hệ ngay với chúng tôi, định cư uy tín Victory. Tìm hiểu thêm về Visa E2, Visa EB5 và Visa EB1C tại website định cư các nước.com.